Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì ngày hôm nay Thiên Vũ tiếp nhận một đơn hàng là lắp đặt một bộ dàn karaoke gia đình tại Bình Dương. Và cái sản phẩm ngày hôm nay tụi mình lắp đó chính là một thương hiệu đến từ Anh Quốc, đó là Wattfidel Pro. Và chiếc loa ngày hôm nay mình lắp đó chính là Wattfidel Pro Anglo X12 và một chiếc sub XM F3. Thì bây giờ anh em chuẩn bị ghim hàng lên xe và di chuyển đến Bình Dương để lắp đặt. Thì bây giờ mình mời mọi người cùng mình theo chân để xem là cái quá trình lắp đặt của đội ngũ Thiên Vũ nó như thế nào, cũng như là mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn về những cái sản phẩm trước khi mà mọi người có thể lắp đặt cho gia đình mọi người. Let's go. Mỗi lần mà lên đường lắp đặt thì mấy anh em cũng phải chuẩn bị đồ đạc rất là kỹ. Ok mọi người, thì do tình hình giao thông nó thông thoáng á, cho nên là khi mà tới nhà khách thì chỉ có mới 1:10 thôi. Thì mình đang đứng ở trên đường Lê Chí Dân và đang đợi khách ra đón vào nhà để mà lắp đặt. Ok mọi người, thì giờ anh sẽ khui thùng chiếc loa này nha. Thì sản phẩm bên mình khi mà tới nhà khách á, thì mới khui thùng nha. Đây là cặp Wattfidel Anglo X12 thương hiệu đến từ Anh. Thì cái này thì khách lắp khá là nhiều cái sản phẩm này, bởi vì khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà thương hiệu chính hãng châu Âu á, thì cái chất lượng cũng như là về cái chất âm của nó thì được mọi người rất là an tâm. Hàng còn mới cáo luôn, là những cái mặt lưới mọi người thấy rất là chi tiết, rất là đẹp. Đây là cặp loa Wattfidel Pro Anglo X12 chính hãng của Anh Quốc. Đây là cặp loa hai đường tiếng nha, và được làm bằng từ neo. Thì khi sử dụng cặp loa này thì nó sẽ mang lại cái hiệu suất âm thanh cực kỳ tốt luôn. Công suất reimburse của chiếc loa này là 400W và speed lên đến 1600W. Với chiếc loa này thì nó sẽ đáp ứng không gian là 25-30m², nhưng mà với cái không gian nhà khách á, thì cũng chỉ khoảng 20m² thôi. Nhưng mà khách là muốn lắp dư ra để mà đánh cho nó áp lực hơn á, thì bên mình cũng lắp theo yêu cầu của khách. Mình phối ghép với cặp loa này đó là chiếc sub điện XM F3. Đây là một thương hiệu đến từ Đức và là một trong những chiếc sub được đánh giá cao và bán chạy nhất Thiên Vũ trong 2-3 năm nay. Công suất của chiếc sub này là 400W, đánh cực kỳ áp lực và sâu tiếng. Cục đẩy công suất để mà đánh cho cái dàn lo này là mình sử dụng cục đẩy của Wattfidel CBD 2006. Đây là cục đẩy cao cấp 2 kênh, sử dụng mạch Class AB tiêu chuẩn quốc tế. Cái tỷ lệ nhiễu âm của cái cục đẩy này là cực kỳ thấp, nhỏ hơn 0.02% nha mọi người. Cái công suất đánh ở trở kháng 8 ohm ở chế độ stereo là 650W reimburse, thì nó sẽ phát huy được cái sức mạnh của cặp lo này. Và cái công suất đánh cao nhất của cái cục đẩy này là đánh ở trở kháng 4 ohm chế độ bắc cầu, thì nó lên đến 2600W. Và đây là một cục đẩy công suất khá là lớn, và mức giá cục đẩy này là khoảng 16 triệu nha. Ok mọi người, thì nãy giờ anh Duy anh cũng đã setup xong. Bây giờ thì mình sẽ mở một cái bài nhạc để test thử áp lực của cái dàn lo này như thế nào nha. Anh yêu vội thế, tên tình mưa lời trêu cô chẳng
Bây giờ anh Duy anh đã lắp xong cái những cái thiết bị này vào trong cái tủ rác rồi. Thì tại sao ở đây để một cái lỗ hổng là bởi vì để cho cái men của mình nó thoát nhiệt ra. Chứ nếu mà lắp mà sáng cái này quá thì cái men nó sẽ nóng. Tại vì cái men công suất là cái thiết bị nó hoạt động nhiều nhất. Đó, cho nên là mình cần phải có một khoảng trống để mà nó làm mát cái thiết bị. Thì sau khi mà mở vào tủ rác thì những cái thiết bị nó còn riêng hơn như thế này. Đó. Ok mọi người, thì nãy giờ anh em cũng đã lắp đặt cũng như là setup và cho khách hàng hát test thử chất âm cũng như là test nhạc rồi. Thì bây giờ anh em tụi mình sẽ lên đường về lại Sài Gòn. Và nếu mà mọi người nghe, mọi người cảm thấy cái chất âm của cặp loa như thế nào thì mọi người có thể để lại một bình luận phía bên dưới. Đừng quên là nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip tiếp theo.